Vâng, xin chào tất cả những người anh em của mình đã đến với clip part 2 của đồng bộ tất cả các vũ khí hiện tại trong RPG của Truy Kích. Vừa nãy thì mình có quay clip đồng bộ cho con M4A1 Gold. Tuy nhiên thì lại quên bật mic. Một điều mà các bạn có thể rất dễ thấy ở mình, đúng không ạ? Ok. Tuy nhiên thì cuối clip mình vẫn sẽ có toàn bộ hình ảnh của tất cả các vũ khí đã đồng bộ, để cho anh em có những cái nhìn tương quan nhất về đồng bộ vũ khí ở trong Truy Kích. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với khẩu RPK SVIP. Rất may là phát hiện ra chưa bật mic khi mà khẩu M4A1 Gold với lại RPK SVIP đồng bộ đến 100%. Mình đã phát hiện ra kịp thời, thì bây giờ sẽ đền bù lại cho anh em. Đó là bắt đầu đồng bộ khẩu RPK SVIP từ mức 125%, kèm theo những vũ khí Chris Sona, Golden Bow và Dragon SVIP. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng bộ khẩu RPK SVIP này, và chút nữa thì mình cũng sẽ show thuộc tính ẩn của khẩu RPK SVIP ra cho anh em theo một số anh em yêu cầu. Rồi, bây giờ sẽ là mốc 125% set quá tải, mốc 150% và mốc cuối cùng của chúng ta. Ok, 175%. Thuộc tính ẩn của khẩu RPK SVIP thì có 3 level cho dị năng level 2, level 3 và level 4. Điểm chú ý nhất của khẩu RPK SVIP thì nằm ở những mức như là 50 và 125. Ở mức 50% thì chúng ta có là bắn trúng địch có 25% hồi một viên đạn, tỷ lệ đồng bộ 50% mở khóa, tức là bắn 4 viên đạn trúng vào mục tiêu thì sẽ có cơ hội là được hồi một viên đạn. Còn ở mức 125% thì khi bắn liên tục đam tăng lên, mỗi 1 giây bắn liên tục tăng 5% đam, tối đa tăng 80% đam, tức là cứ mỗi 1 giây sẽ bắn vào boss sẽ tăng lên 5% đam, và mắc là 16 giây sau sẽ tăng 80%. Nếu khi các bạn đã đạt mắc 80%, có đồng đội cầm set rifle, tức là dòng súng trường, dòng súng tấn công gold có kỹ năng búp ép là tăng đạn, thì khẩu RPK SVIP quá là bá đạo trong khi các bạn săn boss. Đây là một khẩu súng mà được rất rất nhiều thanh niên lựa chọn, trong đó thì có hai thành viên đến từ team của mình là sử dụng khẩu RPK SVIP này để đi săn boss. Đó là thuộc tính ẩn của khẩu RPK SVIP. Đây là một khẩu súng máy khá là đáng được sở hữu khi mà đi săn boss. Nó trái ngược hoàn toàn với Blitza, chúng ta đã biết đó là khi mà ở Blitza thì dọn dẹp quái con rất là dễ dàng, với khả năng đóng băng số đông mục tiêu xung quanh phạm vi của đối thủ mà chúng ta đang nhắm bắn đến. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại khẩu snip có lực chiến cao nhất trong Truy Kích, đó chính là Golden Bow. Nói thêm một chút nữa là những anh em nào muốn xem về khẩu M4A1 Gold và RPK SVIP ở từ mức 25% cho đến 100% thì chút nữa mình sẽ chèn trong cuối video clip này, do là đoạn video đó đang bị mất tiếng cho nên là rất là mong anh em thông cảm, bởi vì những cái gì đã làm trôi qua rồi thì cảm xúc không thể quay lại để làm tiếp được, cũng như là mình có lòng cả cam vào thì chúng ta sẽ không thể khớp được tiếng so với những gì cảm xúc mà lúc mình làm cái đoạn clip đó. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại Golden Bow. Vâng, trước mắt các bạn đang chính là khẩu Golden Bow, một khẩu súng chưa đồng bộ, chưa cải tạo, và ở khẩu súng này thì không có tỷ lệ chỉnh sửa. Hiện tại Golden Bow đang ở level 20, lực chiến ban đầu là 14.483 điểm, rất cao đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo qua về thuộc tính ẩn của khẩu Golden Bow này. Dị năng level 2, level 3 và level 4. Thường thì tất cả các bậc nâng cấp như nhau, nó sẽ khác biệt ở đó là mức 50%, 125% mà thôi. Ở khẩu Golden Bow chúng ta có thể thấy rằng là bắn trúng địch có 50% hồi một viên đạn, tức là bắn
ít nhất 2 viên đạn sẽ có hồi được 1 viên nếu như trúng mục tiêu. Về giật điện thì có tỷ lệ kích hoạt điện giật một mục tiêu và là giật lan toàn bộ địch xung quanh gần đó. Tỷ lệ đồng bộ 125% mở khóa thì đó chính là cái set mà chúng ta có thể nhìn thấy khi tham chiến với khẩu Golden Bow. Khi giật set thì cái số lượng xung quanh khẩu Golden Bow rất nhiều quái bị giật lan. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đồng bộ khẩu Golden Bow để xem lực chiến của nó tăng có nhiều không. Với mức lực chiến ban đầu là 14.483 điểm. Ở bức thứ hai, mức đầu tiên 25%. Các bạn nhớ nhá, 14.483 điểm thì chúng ta đó là lực chiến ban đầu. Mốc 75%, mình nghĩ rằng đến mốc một mốc 75% này tăng lên đến hơn 900 lực chiến. Hơn gần tầm khoảng 300 đến 400 lực chiến ở mức 100% và hãy cùng xem mốc 125% có tăng nhiều hay không. Mốc 125% thì không tăng nhiều mà chỉ chủ yếu là tăng về skin mà thôi. Ok, bây giờ sẽ là mốc 150%. Và đồng bộ phát cuối cùng mốc 175%. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là 14.480 mấy điểm đó bây giờ đã tăng lên với cái mức là 18.227 điểm. Một mức tăng phải nói rằng là cực kỳ kinh khủng khiếp. Và đây là vũ khí Snip. Vũ khí Snip chứ không phải là vũ khí Snip S-VIP nha. Có lực chiến cao nhất trong chế độ RPG hiện tại. Đó chính là khẩu Golden Bow. Và chúng ta sẽ đến với một dòng súng mà khá là hiếm thấy ở trong RPG. Tuy nhiên khẩu súng này mang tính chất búp đêm, có nghĩa là búp máu hỗ trợ đồng đội support là chủ yếu. Và bây giờ sẽ đến với khẩu Krishna. Ok, chúng ta sẽ đến với khẩu Krishna ngay bây giờ. Lực chiến ban đầu của khẩu súng này cũng rất là cao do đây là một dòng vũ khí gold. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng nó 5 sao ngay lập tức, chưa có đồng bộ và chưa có cải tạo. Lực chiến ban đầu là 13.669 điểm. Và hãy cùng xem là sau khi tăng lên mức 175%, nó sẽ có sức mạnh, lực chiến, chỉ số sẽ tăng lên là bao nhiêu. Hãy cùng xem qua thuộc tính ẩn của khẩu Krishna một chút đã. Bắn trúng địch có 50% hồi một viên đạn, giống như là vừa nãy chúng ta đã xem ở một vũ khí trước, đó là bắn 2 viên sẽ có cơ hội hồi một viên đạn giống với lại Golden Bow. Chuyển 1 phần đêm thành lá chắn, tỷ lệ đồng bộ là 125%. Lá chắn này là khi bị công kích bằng các loại bằng các quái mà gần như là bắn súng vậy. Ngoài ra thì ở khẩu Krishna tôi đã từng chơi thử qua, đó là các kỹ năng, các skin của nó tăng mạnh về máu cho đồng đội cũng như là bản thân. Cho nên là tôi mới nói đây là một dòng súng support là chủ yếu và đặc biệt hữu dụng khi mà chúng ta đi săn boss. Ok, sẽ cùng đến với lực chiến những con số ngay bây giờ. 13.669 điểm lực chiến ban đầu. Sau khi tăng lên 25%, 50%, 75% là lúc tăng mạnh nhất, tăng đến 800 cho đến 900 điểm lực chiến. Mốc 100%, mốc 125%, mốc 150%. Mốc này là tăng từ 4 đến 500 lực chiến. Và mốc cuối cùng 175%. Vâng, sau khi mà chúng ta có những con số là 13669 thì bây giờ chúng ta đã có lực chiến của khẩu Krishna khi đi cùng với lại kết hợp set Ghost Rider, búa set và bom Blitz ra đã là 17.234 điểm. Một trong những chỉ số khá là cao đúng không ạ?
Vâng, ở khẩu Klitschko này, một lần nữa tôi xin nhắc lại, đây là một khẩu súng mạnh về support, tức là skin của Klitschko tăng mạnh về máu cho các đồng đội của mình khi mà bị quái hay là boss hút máu vào một khẩu support. Bây giờ sẽ đến với một khẩu rifle thuộc dòng SVIP, một khẩu rifle mà chúng ta rất được mong đợi, một khẩu rifle mà với được mệnh danh là một trong những khẩu súng trường bắn trong RPG gần như không bao giờ hết đạn. Ok, chúng ta sẽ đến với khẩu rifle đó ngay bây giờ, Dragon SVIP. Trước mắt chúng ta chính là khẩu rifle mà mình đã nói, đó là khẩu Dragon SVIP với cái thiên phú đó là bắn gần như không bao giờ hết đạn với kỹ năng búp ép long vĩ. Một khẩu rifle mà đã được rất nhiều tay súng ở trong RPG truy kích đã nhận định rằng đây là một khẩu súng mà KS Boss cực kỳ tốt, khi mà lượng đam khá là ổn định cũng như là tốc độ bắn cực kỳ nhanh. Hãy cùng xem đến những chỉ số lực chiến ban đầu của khẩu Dragon SVIP này là 12.220 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thuộc tính ẩn của khẩu Dragon SVIP này. Bắn trúng địch có 50% hồi một viên đạn, tức là bắn 2 viên hồi một viên. Đó cũng là một phần lý do mà tôi nói rằng Dragon SVIP bắn mãi chẳng hết đạn. Ở linh hồn rồng thì 10% bắn trúng khiến bản thân tăng đam 100% trong 10 giây. Và tất cả người chơi trong phạm vi 30m hồi 10% lá chắn tối đa. Trong đó thì các bạn có cả skin chạy nhanh đối với khẩu Dragon SVIP này và lan trên toàn bộ đồng đội trong phạm vi 30m. Đó là về khẩu Dragon SVIP. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng bộ khẩu Dragon SVIP. Ở mức 25% thì lực chiến tăng lên tầm khoảng 400. Ở mức 50% thì chỉ khoảng 100 mà thôi. Còn ở mức 75% thì các bạn có thể nhìn đó, chỉ số tăng lên khá là nhanh, đến 400 lực chiến rồi. Ở mức 100%, kiên cường 3, long hồn 1. Vâng, như vậy thì chúng ta có thể tin tưởng rằng ở tất cả các dòng SVIP sẽ còn nâng cấp nữa. Khi mà có long hồn 1 thì chắc chắn là có long hồn 2. Đó là điều dễ hiểu thôi. Mức 150%, và bây giờ sẽ là phát đồng bộ cuối cùng. 175% đối với khẩu Dragon SVIP dị năng 4 đã được tăng lên. Lực chiến sau khi tăng mắc là 15.343 điểm. Đây là một chỉ số điểm khá là cao đối với một level lính là 20, level 20. Cũng như là tôi đã giới thiệu với tất cả các bạn về những dòng vũ khí hiện tại đang tiến hóa và đồng bộ ở trong truy kích rồi, thì sẽ có những clip trải nghiệm tất cả 10 vũ khí mà chúng ta đã tiến hóa, đã đồng bộ, bao gồm trong đó có cả thêm Ghost Rider nữa. Ok, như vậy thì clip và tiến hóa và đồng bộ thì sẽ tạm dừng tại đây. Tuy nhiên thì ở phía sau clip này vẫn sẽ có clip về đồng bộ của M4A1 Gold và bốc từ 25% cho đến 100% của khẩu RPK SVIP. Rất mong anh em thông cảm khi ở đó thì mình không thuyết minh được, không bình luận được, cho nên là anh em cố gắng xem hết. Nhớ để lại một like và sub nếu như mà những clip này mang tính chất bổ ích dành cho anh em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với màn tổng hợp toàn bộ lực chiến của 10 loại vũ khí SVIP mà chúng ta đã tiến hóa cũng như là đồng bộ. Hãy cùng xem lại xem sau khi đồng bộ và tiến hóa, cả 10 loại vũ khí của chúng ta sẽ có lực chiến như thế nào. Vâng, như vậy là các bạn cũng đã có thể thấy rằng là toàn bộ những vũ khí của chúng ta đã có những lực chiến khá là ok rồi. Hy vọng rằng clip này sẽ hữu ích, mang lại dành cho tất cả các bạn đang có ý định là đồng bộ cũng như là tiến hóa những vũ khí của mình để có thể chinh phục được đấu trường RPG. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em một lần nữa.